Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với cả livestream của trung tâm thẩm mỹ Dr. Thủy chúng tôi. Lâu lắm rồi hôm nay mới ngồi tại phòng làm việc để livestream chia sẻ với các bạn về một vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều anh chị em, đặc biệt là các chị em rất là quan tâm khi mà tư vấn cũng như là khi mà hỏi ở trên fanpage, trên group của Dr. Y về cái câu hỏi mà chúng tôi ghim ở trong cái phần câu hỏi đấy là cái loại chất liệu nào là tốt nhất hiện nay ở trên thị trường khi mà thực hiện phẫu thuật lưng ngực. Đấy. Buổi sáng hôm nay thì thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật và tôi quay trở lại phòng khám để chuẩn bị cho cái livestream này. Trước khi mà chia sẻ với các anh chị về cái vấn đề, cái câu hỏi đó thì chúng ta sẽ cùng đợi một chút xíu nhé, để đợi rất nhiều các chị anh chị em mà đang ở trong group sẽ join vào để biết được cái livestream này để chúng ta cùng chia sẻ. Cũng như các anh chị mà có câu hỏi gì liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là phẫu thuật lưng ngực, liên quan đến túi chất liệu, anh chị em mà còn thắc mắc và nghi ngờ thì có thể đặt câu hỏi cho tôi để tôi sẽ trả lời cho các bạn trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trả lời một chút xíu nhé. Lâu lắm rồi, thời gian vừa qua thì một là công việc, lịch phẫu thuật, cái thứ hai nữa là cũng đi công tác tương đối nhiều, tham dự rất nhiều cái sự kiện về mặt chuyên môn, sự kiện về MCAT, phẫu thuật hội phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới, về cả ngoại khoa và nội khoa ở Pháp, sau đấy thì là hội nghị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ISAP ở tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, và vừa qua thì cũng có tham dự một số cái sự kiện hội nghị về phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu thẩm mỹ, như là hội nghị da liễu thẩm mỹ ở Đà Nẵng, cũng như là hội nghị quốc tế đầy Mire. Nói chung là bác sĩ tham gia rất nhiều các sự kiện, các hội nghị về mặt chuyên môn như thế để chúng ta cập nhật. Và tất cả trong các hội nghị đấy thì luôn luôn có đề cập, đặc biệt là hội nghị về phẫu thuật thẩm mỹ thì luôn luôn đề cập một vấn đề rất là quan trọng, đấy là về cái chất liệu tuyến ngực. Thì cái chất liệu tuyến ngực nào nó là tốt nhất, nó là an toàn nhất, thì luôn luôn rất nhiều cái nghiên cứu ở trên thế giới của các nhóm, một là các nhóm nghiên cứu, hai là các bác sĩ sau khi mà làm xong trên một số lượng lớn khách hàng của mình cũng đều có những cái báo cáo, cái report về cái kết quả đấy. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để có nhiều người hơn nữa. Trước tiên thì xin chào bạn Dương Ngọc Liên. Mình xem ở trên cái điện thoại này một chút xíu để xem. Bởi vì là nhiều khi là mình nhìn ở trên điện thoại xa xa khó đọc. Đấy. Xin chào. Rất nhiều các câu hỏi. Xin chào bạn Nguyễn Tuấn Anh. Rồi, bắt đầu ok được rồi đấy. Chào bạn Doanh Doanh. Các bạn có câu hỏi nhé, nhớ là có câu hỏi có thể để lại trong phần comment, tôi sẽ trả lời. Hôm nay thì có sẽ chắc chắn là có sẽ nhiều thời gian lại hơn đấy, để có thể chia sẻ với các bạn về một vấn đề là cái túi liệu, chất liệu ngực này là túi liệu nào tốt nhất. Vừa mới chia sẻ với các bạn là ở trên thế giới trong hội nghị phẫu thuật thẩm hình thẩm mỹ quốc tế vừa qua ấy, thì cũng có rất nhiều các vấn đề tranh cãi nhau về cái chất liệu túi ngực. Tôi lấy ví dụ như là khi mà cách từ năm 2019 trở lại đây ý, thì những cái nghiên cứu và những cái báo cáo người ta cho rằng là cái túi chất liệu có bề mặt trơn như túi men to này, hay là túi sạc pin này, hoặc là bề mặt nhám nano nhỏ như là cái túi Motiva này sẽ được sử dụng nhiều hơn và nó an toàn hơn. Tuy nhiên thì trong cái hội nghị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ gần đây nhất ở Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng tôi thấy rằng ở trong các gian hàng của các hội nghị vẫn còn những cái túi có nhám to, ví dụ như túi Alcan hoặc là các túi xốp của Bolitech ấy chẳng hạn. Thì và nhưng mà tất nhiên là những cái nghiên cứu và những cái báo cáo thì cho thấy rằng là cái số lượng mà bác sĩ sử dụng và khách hàng sử dụng những cái túi đấy nó ít đi rất là nhiều đấy, bởi vì nó có liên quan đến một số vấn đề, liên quan đến vấn đề về sức khỏe và liên quan đến vấn đề về mặt thẩm mỹ đối với khách hàng khi sử dụng những cái túi bề mặt nhám to, nhám macro hoặc là túi xốp. Đấy. Quay trở lại với câu hỏi chính của chúng ta ấy, thì chúng tôi có làm một cái hôm nay có làm một cái câu hỏi là chia sẻ là để so sánh các loại túi khác nhau
và cái túi nào là túi tốt nhất. Đấy, chúng ta sẽ đi vào cái câu hỏi là như vậy. Vâng, xin chào bạn Thảo Đăng. Anh bây giờ gầy thế, ôi xin cảm ơn bạn nhé. Không phải gầy đâu, chắc là ở góc nhìn khác nhau thôi. Thứ hai nữa là cũng có đi tập thể dục nên là có gầy hơn một chút xíu. Không phải gầy mà lại eo ót đi một chút xíu. Vâng, xin chào bạn Hiền Anh. Hiền Anh, chào bác sĩ Tuân, chào bạn Công Phan, chào Hoàng Sinh Sinh. Em muốn làm ngực kiểu không đặt túi mà cấy mỡ được không? Tất nhiên rồi, để làm tăng cái thể tích của cái tuyến vú lên thì ngoài cái vấn đề chúng ta đặt túi im răng thì có một cái giải pháp rất là tốt và an toàn nữa, đấy là chúng ta sử dụng mỡ tự thân. Đấy, cái mỡ tự thân chúng ta sẽ lấy ở cái vùng cho, ví dụ như ở bụng, vùng đùi hoặc là ở cái vùng khác, vùng eo hoặc là gì đấy, chúng ta sẽ lọc tách chiết ra những cái tế bào mỡ khỏe nhất, xong rồi chúng ta cấy vào vùng ngực. Thường chúng tôi sẽ cấy vào ngay cái lớp mỡ dưới da và cấy vào ở sau lớp tuyến. Đấy, thì nó an toàn hơn. Một số trường hợp thì sẽ cấy vào cả lớp cơ, thường những cái lớp cơ thì không an toàn. Và thưa với các bạn rằng là thưa bạn Sinh Sinh là hiện nay ấy, cái chỉ định mà sử dụng mỡ tự thân để tăng làm thể tích vú cũng như để tái tạo hình dáng vú giờ rất phổ biến. Chúng tôi cũng hay thực hiện những cái ca nó gọi là lưng ngực hybrid, tức là vừa kết hợp đặt túi vừa sử dụng mỡ tự thân. Để làm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ không sử dụng cái túi quá to nữa, bởi vì túi quá to thì nó sẽ gây rất nhiều cái vấn đề ngay sau khi làm và sau này về mặt khi mà chúng ta lão hóa. Cái thứ hai là cái mỡ tự thân nó làm tăng cái chiều dày của cái tổ chức mô nó che phủ lên, thì nó sẽ làm cho cái ngực của mình nó mềm mại, nó đẹp hơn. Có rất nhiều bạn đang xem đây rồi. Ngoài ra thì cái mỡ tự thân còn giúp cho điều chỉnh một số trường hợp ngực bị bất thường như ngực ống, rồi những cái trường hợp mà khe ngực nó xa nhau, đấy, ví dụ thế chẳng hạn, hoặc là da mỏng quá do quá trình lão hóa. Xin chào bạn Loan Ninh, bạn Bi Dũng làm mũi, bác 4 năm rồi chưa bao giờ hối hận. Vâng, xin cảm ơn bạn Bi Dũng nhé, cảm ơn bạn 4 năm rồi đấy. Rất là vui bởi vì khách hàng của chúng ta, của chúng tôi là làm mũi không phải ngay sau khi làm xong nó đẹp, mà tận 4-5 năm rồi mà kết quả nó vẫn tốt, thì đấy là một cái mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mang lại được nhiều niềm vui cũng như là cái kết quả nó bền vững. Bạn Nguyễn Lan Anh xin chào bạn Nguyễn Lan Anh. Nguyễn Anh Thùy Dung, ngực em đã có tuyến rồi thì đặt túi nào để được mềm mại nhất ạ? Ngực đã có tuyến rồi thì chúng ta sẽ cần phải khám xem là đấy. Những cái trường hợp mà ngực có tuyến rồi thì chúng ta lại có hai cái lựa chọn, một là chúng ta có thể cấy mỡ thêm, hai nữa là chúng ta có thể đặt những cái túi nó nhỏ. Đấy, còn cái túi nào nó mềm mại nhất thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nghe, cùng xem là cái túi nào nó tốt nhất và nó mềm mại nhất cũng như nó phù hợp nhất với bạn. Bạn Trang họ Vi, em muốn độ cứng ngực chả góp có được không bác sĩ? Ôi dồi ôi, cái vấn đề là chả góp thì sẽ phải liên hệ với các bạn trợ lý của chúng tôi nhé. Tôi không biết gì vấn đề về tài chính cả. Đấy, chỉ tư vấn các bạn về mặt chuyên môn, chỉ thực hiện về vấn đề chuyên môn cũng như là thăm khám và kiểm tra cho các bạn. Nói chung là tất cả các vấn đề gì liên quan đến chuyên môn thì tôi sẽ đảm nhận được. Hút mỡ bụng, bạn Bì Dũng, hút mỡ bụng giá như thế nào? Một câu hỏi nữa liên quan đến vấn đề về giá, các bạn trợ lý cùng livestream này sẽ hỗ trợ các bạn để trả lời câu hỏi nhé. Bác sĩ tư vấn kỹ về cái mỡ tự thân với ạ. Vâng, cấy mỡ tự thân nó là một cái chất liệu, mỡ tự thân là một chất liệu tốt nhất hiện nay ở trên thị trường, trên thế giới, không những ở thời điểm hiện tại mà trong tương lai cũng như trong quá khứ, bởi vì nó là cái vật liệu ở trong của chính cơ thể chúng ta. Chúng ta sẽ lấy từ một cái vùng cho, ví dụ như vùng eo, vùng bụng, vùng đùi, sau đó chúng ta sẽ tách lọc những tế bào mỡ khỏe nhất ra, loại bỏ những cái tế bào, ví dụ tế bào máu, tế bào hồng cầu, tổ chức sơ, sau đó thì chúng ta sẽ cấy lại vào cái vùng mà chúng ta cần, ví dụ như cấy vào mặt, cấy vào ngực, cấy vào mông, đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thì thông thường thì cái mỡ tự thân nó có thể là sẽ bị tiêu đi, tiêu nhiều nhất đến 60%, còn thông thường là khoảng 40% hoặc là 20%, đấy, tùy theo cái vùng cho, tùy theo cái kỹ thuật cấy và tùy theo cái vùng nhận nữa. Tuy nhiên thì nó vẫn là cái giải pháp tốt nhất và an toàn nhất. Vì vậy mà các bạn nên thăm khám và tư vấn với bác sĩ để xem lựa chọn cái giải pháp nào tốt nhất nhé. Bác sĩ Dương Thu Hồng, cấy mỡ tự thân đấy, sinh làm như vậy thì chi phí tầm bao nhiêu cấy mỡ đấy ạ? Vâng, các bạn bên tôi sẽ liên hệ với bạn nhé.
em làm mũi bên bác sĩ ai cũng khen là rất tự nhiên. Đúng rồi, tôi phải công nhận là nó gọi là đặc điểm của bên tôi cũng như là hầu hết các khách hàng mà thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉ là mũi đâu, cả là ngực, là mí cũng thế thôi, đều bị mắc một cái đặc điểm là tự nhiên. Nhiều khi tự nhiên quá khách hàng không nhận biết được, bạn bè hoặc mọi người không nhận biết được đã thực hiện phẫu thuật. Vì vậy mà những người nào có xuống mũi cao tây thường hoặc là bay thì sẽ khó, không nên thực hiện hoặc là không nên qua bên doctor của chúng tôi. Bởi vì là chúng tôi biết rằng là những cái trường hợp mà nó cao quá hoặc nó bay quá thì nó chỉ sau 6 tháng hoặc 1 năm là bắt đầu nó phải hạ cánh gấp, do cái trường hợp là da đầu mũi nó mỏng hoặc là do cái trụ mũi, tức là do cái nền móng của cái mũi nó không được vững, nó không được an toàn. Trừ trường hợp mà các bạn sử dụng mũi sụn sườn, sụn sườn chúng ta phải lấy cái sụn sườn ra để chúng ta xây dựng toàn bộ cái khung của cái tòa nhà. Ví dụ như chúng tôi ấy, đối với những cái trường hợp mà mũi bị sức môi hở ấy, thì những cái di chứng nó co kéo hai bên nó không đều nhau ấy, để mà có thể dựng được cái mũi nó về cơ bản tương đối nó ổn định, chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ sử dụng sụn sườn bạn nhé. Thì các bạn cũng nên đấy là một cái để các bạn tham khảo. Chúng ta đi hơi xa về cái chủ đề nhỉ. Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Bạn Nguyễn Ngọc Hoa đăng ký nâng ngực, em inbox lên bếp bác sĩ nói dạo này túi chất liệu đỡ khan hiếm chưa ạ? Túi chất liệu thì vẫn luôn luôn khan hiếm, và trong tương lai gần chắc chắn nó sẽ còn khan hiếm hơn nữa, bởi vì là chiến tranh nó vẫn còn đang rất là phức tạp. Hôm nay thì có ý định bắt tay, ngày mai thì lại tên lửa từ xa, rất là phức tạp. Rồi các nước châu Âu, EU, rồi cấm vận, rồi liên quan đến khí đốt, liên quan đến dầu mỏ, rồi liên quan dầu mỏ là liên quan đến silicon, rồi liên quan đến cái túi chất liệu bạn nhé. Vâng, mũi cộng làm ngực cộng làm bụng một lần có được không? Tất nhiên là có thể làm được, tùy theo tình trạng như bạn Nguyễn Ngọc Hoa nhé. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải xác định, bởi vì là tại doctor đi chúng tôi sẽ luôn luôn không bao giờ làm bất cứ một cái phẫu thuật nào quá 5 tiếng, bởi vì quá 5 tiếng cái thời gian phẫu thuật kéo dài, gây mê kéo dài, và thường nó sẽ không tốt cho khách hàng. Thì chúng tôi sẽ phải chia ra những, hoặc là chúng tôi đánh giá được tiên lượng cái phẫu thuật nó thuận lợi. Ví dụ như làm ngực nhiều khi nó chỉ kéo dài trong khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng là đồng hồ là xong. Làm bụng khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng là xong. Thì còn có thể chúng ta làm mũi hơn không thì chúng tôi sẽ phải dừng lại. Vâng, rất nhiều các câu hỏi tôi xin phép sẽ trả lời sau. Bởi vì chúng ta sẽ đi tập trung vào cái câu hỏi chính của ngày hôm nay. Đấy là cái vấn đề là chúng ta đi so sánh về cái các chất liệu túi ngực. Và thứ hai nữa là túi chất liệu ngực nào là tốt nhất hiện nay trên thị trường. Đấy. Xin thưa với các bạn là ở trên thế giới thì có rất nhiều các loại túi ngực hiện nay. Ví dụ như là túi Motiva, ví dụ như là túi Mentor, ví dụ như là túi Sepin. Ngoài ra nó còn có rất nhiều như túi Arion, túi Lago, rồi Cinemap, đấy, Bolitech. Tức là nó còn rất nhiều túi hiệu, chất liệu khác nhau. Tuy nhiên thì những cái chất liệu phổ biến nhất ở đây trên thị trường châu Âu, trên thị trường châu Mỹ, trên châu Phi, hoặc kể cả ở Việt Nam, châu Á của chúng ta, thì những cái chất liệu phổ biến nhất này hiện nay vẫn là ví dụ như là chất liệu Mentor, chất liệu Motiva, cái túi Motiva, và cái chất liệu Sepin. Đấy là những cái chất liệu mà phổ biến hiện nay ở trên thị trường. Mà tôi đang nói về cái chất liệu phổ biến ở đây mức độ là cái gì. Thứ nhất là đối với các bác sĩ, cái số lượng người dùng phổ biến nhiều nhất. Thứ hai là đối với khách hàng cũng biết được những cái thương hiệu túi này nhiều nhất. Và cái thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là hiện nay những cái túi này có mặt ở trên thị trường Việt Nam mình nó sẵn có nhất. Đấy, sẵn có nhất. Đấy. Bản thân chúng tôi thì đi tham dự và rất là nhiều các hội nghị về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ở trên thế giới, thì những nghiên cứu về những cái trường hợp đặt ngực, kết quả đặt ngực, kỹ thuật đặt ngực, rồi kể cả những cái tai biến liên quan phẫu thuật đặt ngực mà được có thống kê ấy, thì hầu hết là sẽ dựa trên những cái phẫu thuật mà sử dụng những cái túi của những hãng như này. Vì vậy mà trong ngày hôm nay thì tôi xin phép là cũng chỉ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là so sánh một số cái ba hãng này thôi. Ví dụ như là túi Motiva, túi Mentor và túi Sepin, túi Sepin. Đấy. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái túi Mentor trước nhé các bạn nhé. Đấy, túi Mentor thì chia sẻ với các bạn một số thông tin như thế này.
Mentor là một trong những cái hãng túi lâu đời nhất hiện nay ở trên thế giới, một trong những hãng túi lâu đời nhất hiện nay ở trên thế giới, và có đầy đủ nghiên cứu về mặt lâm sàng cũng như là ở trong phòng thí nghiệm nhất hiện nay ở trên thế giới. Bởi vì là tại sao? Trải qua rất nhiều cái một là quá trình hình thành và phát triển, quá trình cải tiến, rồi kể cả có những cái giai đoạn ví dụ như năm 1996 là FDA là không cho phép túi Mentor này sử dụng nữa, bởi vì là chúng ta cấm sử dụng ở trên khách hàng với mục đích thẩm mỹ mà chỉ cho sử dụng ở trong cái nhóm mà bệnh lý, tức là sau khi cắt bỏ ung thư để đặt túi vào thôi. Vì người ta có nghi ngờ rằng là những cái túi implant này nó có khả năng gây ung thư. Tuy nhiên thì túi Mentor cùng thêm với cả một hãng túi nữa, người ta có hồi cứu lại rất tất cả những khách hàng trước đây đã phẫu thuật, và đồng thời nghiên cứu về cái gel cũng như là cái vỏ túi để cải tiến. Sau đấy thì người ta công bố rằng là không có một cái bằng chứng nào chứng minh rằng là cái túi này nó gây ung thư ở những người mà đã đặt túi cả, và cái túi nó rất an toàn. Vì vậy mà vào năm 2006 FDA đã approve lại, tức là cho phép sử dụng lại cái túi Mentor này. Đấy. Tất nhiên là ở thời điểm đấy thì bắt đầu túi Mentor này đã cải tiến rất là nhiều. Ví dụ như là cái vỏ túi này nó cấu tạo gồm 5 lớp. Cái gel này nó gọi là memory bond chip, tức là cái gel có khả năng định hình, tức là khi thay đổi hình dáng của túi này thì nó sẽ quay trở lại. Khi chúng ta bỏ ra nó quay trở lại, và nó quay trở lại rất là nhanh. Đấy. Ngoài ra thì những cái nghiên cứu về mặt lâm sàng sau đấy thì đều chứng minh rằng cái túi nó rất là an toàn đối với cả cơ thể của chúng ta. Cái khả năng mà gây kích ứng phản ứng của cơ thể đối với những cái túi này là rất là thấp. Đấy là cái túi Mentor. Ngoài cái túi Mentor bề mặt trơn này thì chúng ta có thể thấy rằng nó còn có cái gì, nó còn có cái túi bên Mentor mà nhám nhỏ, hay là cái túi gọi là chúng ta gọi là cái túi hình giọt nước anatomy, tức là anatomic là cái túi hình giọt nước mà luôn luôn có hình giọt nước, kể cả ở tư thế nằm và tư thế đứng nó luôn luôn có hình giọt nước đấy, hoặc giọt lệ, nó gọi là anatomic đấy các bạn nhé. Và cái túi đấy thì nó cũng không phổ biến lắm ở thị trường ở Việt Nam, bởi vì cái nhu cầu về mặt cái hình dáng được ở người phụ nữ Việt Nam mình nó khác. Tuy nhiên thì đối với một số trường hợp, đặc biệt là những cái trường hợp mà ngực ngắn, tức là từ khoảng cách từ họng ức này đến lún vú nó gần nhau quá, không cho phép đặt sử dụng cái túi tròn, bởi vì túi tròn thì nó sẽ làm cho cái phần ngực nó đầy lên phía trên này, thì thường chúng tôi sẽ tư vấn khách hàng nên sử dụng cái túi tròn nước như vậy, bởi nó sẽ đảm bảo cái phần cực trên nó thoải và phần cực dưới nó nhô. Đấy. Và đối với những cái túi tròn nước như vậy thì thường ưu tiên phẫu thuật đường trên ngực để đảm bảo cái túi nó có một cái xu hướng theo cái chiều rơi như thế này, tránh những trường hợp nó lộn ngược lại và nó bị xoay trong quá trình sử dụng. Và chính cái đặc điểm mà nó có dễ bị xoay thế mà đêm nên nó sẽ ít được dùng hơn ở Việt Nam. Ngoài ra thì người phụ nữ Việt Nam chúng ta thì có một cái nhu cầu rất là cao về đặt ngực, đấy là khi mặc áo thì cả kín và cả hở, kín cổ hình chữ V cao nha, thì vẫn phải nấp nó lớp đó một chút. Vì vậy một cái túi hình giọt nước thường không được tin dùng lắm. Tuy nhiên thì thưa với các bạn là túi Mentor vẫn là một trong những cái túi mà nó gọi là có nhiều nghiên cứu lâm sàng nhất, phổ biến nhiều nhất ở trên thế giới và có độ an toàn rất là cao. Ngoài ra thì trong năm vừa rồi thì nếu như các bạn mà có quan tâm về phẫu thuật lưng ngực và quan tâm đến về thì túi, thì các bạn có thể thấy rằng là Mentor nó còn ra một cái loại túi mới, đấy là cái túi Mentor Extra. Mentor Extra là cái túi gì khác gì so với túi cũ này? Mentor Extra là thế hệ mới nhất của túi Mentor. Nó khác nhau một là cái độ đổ đầy của gel. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là thông thường những cái túi Mentor cũ này thường nó có nhiều cái lớp gấp hơn, nhiều lớp gấp hơn. Tất nhiên khi vào trong cơ thể của chúng ta, cái mô của chúng ta ép vào thì gần như cái lớp gấp nó không bao giờ có đâu. Đấy. Tuy nhiên thì khi ở cái trạng thái mà cái khoang nó rộng, có thể chúng ta sẽ thấy có nhiều cái lớp gấp này, thì cái túi Mentor Extra hiện nay nó khắc phục được cái phần đấy, tức là gel nó đổ đầy. Nó giống như cái túi Motiva, cái gel nó đổ đầy và nó làm cho cái túi lúc nào cũng căng tròn, kể cả ở trạng thái cái khoang bóc tách nó rộng hơn. Cái thứ hai nó sự cải tiến đấy, nó là ở cái vấn đề về cái mật độ của cái gel, cái độ liên kết của cái gel.
Chúng ta sẽ thấy sờ thấy cái túi Mentor cũ nó cảm giác nó mềm hơn so với cả nhưng mà cái mật độ gel của cái túi Mentor mới nó làm cho cái khả năng của cái túi, tức là khả năng đàn hồi tức là chúng ta kéo giãn ra và chúng ta co lại, thì nó thứ nhất là nó rất dễ thay đổi cái hình dáng nhưng nó quay trở lại cái hình dáng ban đầu rất là nhanh đấy. Và thứ hai nữa là cái khả năng mà nó cái độ nhớt, độ tan chảy, độ lan tỏa của nó ít hơn rất là nhiều, vì vậy nó sẽ an toàn hơn. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là những cái cải tiến về cái các chỉ số sinh học của túi như là độ cao, độ rộng và độ nhô của túi nó cũng có sự khác biệt so với cả cái túi Mentor cũ. Nó để đảm bảo là gì? Để đảm bảo nó phù hợp hơn, nó tạo ra cái dáng ngực nó phù hợp tự nhiên hơn. Vì vậy mà cái túi Mentor mới hiện nay, túi Mentor Extra hiện nay là một trong những cái túi mà cũng có một cái tỷ lệ mà khách hàng mà săn tìm rất là cao. Có một cái nhược điểm duy nhất đấy là hiện tại bây giờ thì cái túi Mentor Extra đấy thì không phổ biến lắm do cái lượng hàng nó khan. Bản thân cái túi ngực nó đã khan hiếm rồi, cái túi Mentor Extra nó còn khan hiếm hơn rất là nhiều. Vì vậy mà nếu như mà bạn nào có nhu cầu về phẫu thuật nâng ngực mà mong muốn sử dụng túi Mentor Extra thì vui lòng đến đặt hẹn trước, và khi nào mà có thông báo về túi thì cũng có thể sắp xếp thực hiện phẫu thuật để làm sao nó phù hợp nhất các bạn đấy. Bản thân cá nhân tôi mà tôi sử dụng cái túi Mentor này trong hơn chục năm rồi, và lượng khách hàng mà sử dụng túi Mentor cũng rất là nhiều, thì tôi có thể đánh giá một câu khái niệm chung này, đây là một trong những cái túi an toàn nhất và tôi cũng rất là yêu thích đấy. Đấy là phân tích một số đặc điểm qua của cái túi Mentor đấy. Còn đối với cả cái túi Motiva thì sao? Các bạn cũng biết rằng Motiva bắt đầu vào thị trường của Việt Nam chúng ta có khoảng 5 năm trở lại đây. Và đây là một trong những cái hãng túi mà rất phổ biến hiện nay ở trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là kể cả trên bên Hàn Quốc, rồi kể cả Mỹ, số lượng người sử dụng túi này cũng rất là tốt nhiều. Các bạn sẽ thấy rằng cái túi Motiva này nó sẽ có 3 cái túi khác nhau. Một là túi nano thường, hai là nano chip và ba là nano chip ergonomic. Tôi thì xin phép là không có phân tích về 3 cái loại túi đấy nữa, bởi vì là thực tế thì ở tại Đức Tivi chúng tôi đến 99,9% là sử dụng cái túi cao cấp nhất của Motiva, đấy là túi Motiva ergonomic nano chip ergonomic. Tức là gì? Tức là cái túi này này có đặc điểm làm sao? Thứ nhất chúng ta sẽ thấy này là túi tròn, hai là bề mặt nó là bề mặt nhám nano, nhám nhỏ, nhám mịn đấy, nhám mịn. Thứ ba nữa là nó có cái chip này, các bạn có thể thấy nó có một cái chip đây. Xin thưa với các bạn là cái chip này không hề đơn giản đâu nhá. Cái chip này là cần phải có những cái nghiên cứu lâm sàng cho việc là cái chip này đặt ở trong cơ thể chúng ta nó không gây ảnh hưởng đối với cả sức khỏe. Tôi lấy ví dụ như là không gây ảnh hưởng đúng cũng như là đối với hoạt động của những cái máy tạo nhịp tim chẳng hạn, hoặc là không gây bắt tín hiệu hoặc là phát tín hiệu đối với cả cái việc mà chúng ta đi sân bay chẳng hạn, hoặc là vào những cái trung tâm thương mại, máy quét dò đấy chẳng hạn. Các bạn đi vào đi sang Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, đặc biệt là tại những cái nước Hồi giáo ấy nha, là qua vào bất cứ một cái cửa hàng, bất cứ một trung tâm thương mại, một cái mall nào ấy, là chúng ta đều phải check hành lý, check áo khoác, check túi và check cơ thể xem là có một cái gì nó có nguy cơ gây phát nổ hoặc là gì không đấy. Thì cái chip này nó cũng không gây bất một cái gì, cái dấu hiệu nào cả. Một cái đặc điểm nữa là cái chip này các bạn sẽ phải thấy rằng là đối với chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ mà sau khi mà đặt túi xong thì cái việc mà thăm khám về mặt tình trạng của tuyến vú ấy là chuyện phải thực hiện định kỳ. Thì cái việc mà siêu âm là một, chụp MRI là hai, thì cái chip này nó cũng không gây nhiễu loạn, không gây ảnh hưởng đến cái việc tầm soát hoặc khảo sát cái tuyến vú đấy. Và chính vì những cái đặc điểm như vậy mà cái chip này nó được FDA approve, tức là cho phép sử dụng ở trong cái túi ngực này và cho phép sử dụng ở trên cơ thể chúng ta. Vì vậy mà các bạn thấy rằng là rất an toàn. Một cái đặc điểm nữa của cái túi nano chip ergonomic là chúng ta thấy là cái gel nó đổ đầy. Nó giống như cái túi Mentor Extra, cái gel nó đổ đầy. Giống Mentor Extra là gel đổ đầy. Và cái thứ hai nữa nó có khác so với cả túi Mentor là Mentor thì gồm có túi tròn và túi hình tròn nước ergonomic. Còn cái túi Motiva của cái túi nano chip ergonomic này thì nó sẽ có cái gì? Nằm thì nó hình tròn nha, còn đứng thì nó lại hình giọt nước. Thế nó mới hay, nó gọi là gel biến đổi.
Đấy, nó tạo ra một cái hình dáng linh động hơn, tự nhiên hơn, tức là nằm thì nó hình tròn và đứng thì hình giọt nước. Đấy. Khi cái gel nó đổ đầy thì nó ít nếp gấp, còn khi nó có tính biến đổi về mặt gel như thế thì nó sẽ giúp cho cái dáng ngực của chúng ta tự nhiên hơn, tự nhiên hơn rất là nhiều. Và đây là một trong những đặc tính mà nó tạo ra một cái sự gọi là đột phá ở trong cái vấn đề về khi mà sử dụng cái túi. Ngoài ra thì những cái đặc điểm như là về cái độ đàn hồi của túi, độ đàn hồi của túi, độ định hình của túi, nó cũng đứng vào trong những cái top đầu trong những cái loại túi ngực. Đấy. Đấy là một số cái đặc điểm cơ bản của cái túi này. Theo như thông tin mà chúng tôi được biết thì thứ nhất là những cái túi này nó có những cái nghiên cứu mà ví dụ như là để lên cho lên máy bay bay mấy nghìn mét xong cho nó rơi xuống nó không bị vỡ, rồi ô tô cán qua không bị vỡ, đút ở trong cái nhiệt độ âm 43 độ C cũng không làm sao. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Có rất nhiều cái nghiên cứu cho cái việc mà cái độ an toàn cũng như độ bền vững của cái túi Motiva này. Và trên thực tế thì tôi khách hàng, lượng khách hàng mà sử dụng Motiva này ở tại trung tâm chúng tôi cũng phải lên đến 80%. Từ 5 năm nay rồi cũng chưa có một cái vấn đề là gì đối với túi này. Vấn đề đấy là cái vấn đề gì, ví dụ như là ngay sau khi làm xong nó đẹp thì nó câu chuyện nó bình thường, còn vấn đề mà sau đấy thì nó là như thế nào, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và mỗi năm, 2 năm, 3 năm, ví dụ như là hiện tượng co thắt ba sơ, đấy là hiện tượng gì, đấy là hiện tượng seroma muộn, tức là có tiết dịch, đấy là hiện tượng rupture, tức là vỡ túi. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ phải theo dõi xa. Thì đối với những cái túi ví dụ như là Mentor này hoặc là Motiva này thì tôi thấy là rất là an toàn. Cái tỷ lệ khách hàng có vấn đề đấy ở tại Doctory chúng tôi thì rất là ít. Và các bạn có câu hỏi gì thì cứ để lại trong cái phần comment, như tôi sẽ một là sẽ tranh thủ trả lời các bạn ngay, hai nữa là có thể inbox trả lời các bạn sau. Các bạn nên nhớ rằng là trong cái phần gọi là vote ấy, thì tôi có để một cái câu hỏi là các bạn nếu như bạn có nhu cầu là túi ngực thì bạn sẽ lựa chọn túi nào. Trong cái khuôn khổ của cái cho phép của cái vote đấy thì nó chỉ cho hai cái loại chất liệu, nên tôi sẽ lựa chọn hai cái chất liệu phổ biến nhất tại Doctory chúng ta hay dùng, là cái túi Mentor và cái túi Motiva, thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai túi đấy. Ví dụ thế chẳng hạn, hoặc là bạn có câu hỏi nào khác bạn để lại trong phần comment chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn. Tiếp tục quay trở lại đối với cái túi Motiva này, đấy là một số đặc điểm. Các bạn nên nhớ rằng là tất cả các túi Mentor, Motiva và sạc pin nó có đều có một đặc điểm chung là sẽ có cái thẻ bảo hành cho các bạn. Đấy, cái thẻ bảo hành nó ghi cái gì? Một là thông tin về túi, về size túi, về số series của túi, về cái thông tin ngày phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật. Đấy, đấy là những cái đặc điểm mà mang tính như cái để đảm bảo cái vấn đề là bạn đã được sử dụng một cái túi chính hãng, chính hãng. Và sẽ là một cái cơ sở để sau này cái việc thăm khám và tái khám lại cho bạn nó sẽ có nhiều thông tin hơn. Đấy, rồi kể cả trong cái việc bảo hành cho bạn, ví dụ như là có cái vấn đề gì liên quan đến co thắt ba sơ, có vấn đề gì liên quan đến vỡ túi, đấy, có vấn đề liên quan đến sức khỏe của bạn, thì những cái thông tin đấy bên hãng họ sẽ đồng hành cùng với cả bác sĩ để đảm bảo cái quyền lợi cho khách hàng. Đấy, thế đấy là những cái vấn đề liên quan đến vấn đề về thẻ bảo hành. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy rằng là có một cái sự khác biệt nữa ở cái túi Mentor, chính là cái chip mà tôi vừa phân tích với các bạn đấy. Thì cái chip này nó có một cái tính cá thể riêng, tức là nó có một cái dụng cụ riêng, chúng ta có thể quét qua cái túi này khi mà đã đặt vào trong cơ thể rồi, để chúng ta sẽ vẫn ra được một cái chỉ số, và cái chỉ số đấy nó gọi là mã điện tử, và chúng ta đánh vào cái app Motiva Imaging đấy, thì cái app của Motiva này các bạn thấy thì nó hiện lên cái thông tin của cái thẻ bảo hành điện tử. Đấy, nó gọi là thẻ bảo hành điện tử. Như vậy thì cái túi Motiva này có một cái đặc điểm khác biệt nữa, đấy là sự khác biệt đến từ con chip này có tính cá thể riêng. Có tính cá thể, tức là mỗi cá thể có một cái túi riêng, và bạn có thể kiểm tra được cái tính cá thể đấy chứ không phải phụ thuộc vào bác sĩ. Các bạn có thể đến phòng khám chúng tôi, đến một cái phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ nào khác mà có sử dụng chất liệu Motiva, được cung cấp một cái dụng cụ để quét cái mã đấy. Bạn điền thông tin lên mã vào cái app và bạn thông tin là thực hiện phẫu thuật ở đâu. Đấy là tính cá thể. Cái điều cuối cùng mà muốn cung cấp cho các bạn về cái túi Motiva này đấy là cái gì? Đấy là cái trong cái hội nghị phẫu thuật thẩm mỹ thế giới vừa qua mà tôi tham dự ở Istanbul ấy, thì nói nhỏ với các bạn nhé, là túi Motiva này họ đang chuẩn bị ra cái túi Motiva thế hệ thứ 2.
thế hệ thứ hai. Thế hệ thứ hai nó gọi là nanochip ergonomic 2. Với nhiều cái nghiên cứu nó cũng mang tính chất nó nổi trội, nó an toàn, rồi nó tính chất ok hơn. Đấy, nó chắc là nó giống như kiểu chúng ta mua iPhone ấy chẳng hạn, càng thế hệ sau nó sẽ càng tốt hơn. Điều đấy chứng tỏ một cái vấn đề là gì? Thứ nhất là cái hãng túi này họ rất là nghiêm túc trong cái vấn đề về nghiên cứu những cái đặc điểm làm sao để đảm bảo cho khách hàng an toàn nhất, rồi hiệu quả nhất về mặt thẩm mỹ. Đấy, càng về sau những cái nghiên cứu nó càng nhiều thì những cải tiến nó càng nhiều thì cái lợi ích cho khách hàng nó càng nhiều hơn. Đấy là thông tin về cái túi Motiva này. Còn cái gì, điều gì mà tôi miss tôi không chia sẻ ra được cái túi Motiva này không nhỉ? Đấy. À, chốc nữa, lát nữa có những cái câu hỏi mang tính chất chung nữa, đấy là so sánh về giá loại túi khác nhau. Đấy. Thế thì tiếp theo thì muốn chia sẻ với các bạn một số thông tin về cái túi nữa là cái túi gì nhỉ? Túi sạc pin, túi sạc pin của Pháp, Mentor của Mỹ, Motiva cũng của Mỹ, sạc pin là của Pháp, một trong những cái túi mà sản xuất mang tính chất handmade cao nhất, tức là sản xuất dùng tay nhiều nhất, có độ kiểm định cũng như độ an toàn cũng tương đối tốt, là một cái túi được đặt tiêu chuẩn của châu Âu và tiêu chuẩn của FDA. Bề mặt của túi là túi nhám nhỏ. Còn bề mặt của túi Motiva thì là nhám nano. Nhám của túi sạc pin cũng là nhám nano. Tôi sẽ để lấy cho các bạn xem cái túi sạc pin. Túi sạc pin. Là nhám nano. Đấy, thì các bạn thấy rằng là cái túi sạc pin ấy thì tại sao của Pháp là một, thứ hai nữa là làm những túi cũng có cái lịch sử lâu đời, nó cũng có thể sau cái túi Mentor một chút xíu thôi, sau túi Mentor một chút xíu, tôi không chắc chắn lắm cái thời gian nhưng mà nó sau một chút Mentor xíu. Thứ hai nữa là một trong những túi cũng được sử dụng rất phổ biến. Chúng ta phải nên nhớ rằng đối với cả cái hãng sạc pin này, họ cung cấp rất nhiều cái túi expander cho các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, là những cái túi sử dụng mà chúng tôi để tăng cái thể tích mô để trong hỗ trợ trong vấn đề về tạo hình, và đấy là một cái nơi mà cung cấp nhiều cái chất liệu đấy nhiều nhất. Và cái túi sạc pin cũng là cái túi một trong những cái túi an toàn và được kiểm định nó có hiệu quả nhất trong rất nhiều các nghiên cứu của các bác sĩ ở trên toàn thế giới về cái túi sạc pin này. Có một cái điều nó không may mắn đối với các bác sĩ Việt Nam cũng như là thị trường Việt Nam cũng như là các khách hàng Việt Nam, đấy là trong một thời gian dài nhà phân phối của sạc pin này không phát triển ở Việt Nam, vì vậy mà chúng ta không có cơ hội sử dụng một trong những cái túi tốt này. Thì gần đây thì cũng có một nhà phân phối họ phân phối lại cái này, và bắt đầu ở thị trường Việt Nam này mình thì cái số lượng người sử dụng túi sạc pin này cũng nhiều hơn, và tôi cũng cho rằng đây là một trong những cái túi, một là cái những thế hệ túi mới sạc pin nó cũng có hai cái loại túi, một là bề mặt trơn như thế này như túi Mentor, hai là bề mặt nhám nano cũng giống như là cái túi Motiva. Và đặc điểm của cái túi nó giống nữa là cái gel họ cũng đổ đầy, cái gel của họ cũng là gel Cohensive, cũng có độ đàn hồi và độ cái độ định hình rất là tốt. Đấy, ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là kể cả hãng Motiva và hãng sạc pin này đều có cung cấp những kể cả những cái túi với chất liệu cho những cái phẫu thuật khác như là phẫu thuật đặt mông. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn, đặc biệt là túi sạc pin này, túi đặt mông rất là tốt. Đấy là những cái đặc điểm mà tôi có thể chia sẻ với các bạn về cái vấn đề về thông tin về túi. Như vậy tóm lại đặc điểm chung của những cái túi hiện nay như thế nào, đặc điểm chung có thể rút ra là những cái vấn đề như này. Thứ nhất là tất cả những cái túi này đều đã được có những tôi xin phép là chỉ nói về ba cái hãng túi này thôi, là những cái túi mà đã được kiểm định một tại nước sở tại, cái đấy là quan trọng, vì là nước sở tại mà không cho phép sử dụng thì tôi nghĩ rằng chẳng có nước nào nên. Cái thứ hai nữa là gì, được các cơ quan chứng nhận ở châu Âu họ cho phép sử dụng, tức là cơ quan là EU là CE là đã cấp phép về việc sử dụng những cái túi này. Để được cấp phép như vậy thì bản thân hãng phải có rất nhiều các nghiên cứu lâm sàng
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu trong lâm sàng, đánh giá ở cái thời điểm hiện tại và những cái tác hại cũng như là nguy cơ có thể đối với con người ở lâu dài trên 10 năm trở lên. Các bạn thấy rằng cái vaccine người ta sẽ phải trải qua rất nhiều cái nghiên cứu để người ta có thể công nhận. Đấy. Và đến gần đây nhất người ta mới cho phép công nhận một cách chính thức nhất. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thì những cái túi này nó càng đòi hỏi như vậy. Cái thứ hai nữa là những cái túi này nó luôn có những cái thông tin cập nhật ở các hội nghị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ở trên thế giới để giúp chúng ta cập nhật được xem cái loại túi nào nó tốt. Từ một, bề mặt. Thứ hai là cái gel bên trong. Thứ ba là độ định hình. Thứ tư là độ đàn hồi. Và thứ năm là những đặc điểm riêng, ví dụ như là cái chip này chẳng hạn, khả năng nó kích ứng phản ứng với cơ thể đấy, khả năng tạo hình bao sơ như thế nào, khả năng có gây những cái bệnh lý khác ở cái mô ở xung quanh hay không đấy. Thì đấy là những cái đặc điểm chung của những cái túi này, thì tôi đánh giá rằng là những cái thông tin này nó rất là đầy đủ và rất là tốt. Ngoài ra thì những cái đặc điểm chung nữa là chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều cái túi này, những cái túi này nó có rất nhiều cái chỉ số khác nhau. Ví dụ như là túi Mentor nó cũng có độ nhô thấp, độ nhô trung bình và độ nhô cao và độ nhô rất cao. Thì cái túi Motiva này cũng vậy, nó có túi đề mi, túi mini, túi cost và túi full, tức là cái độ nhô khác nhau. Cả túi xe pin như vậy để nó đáp ứng được rất nhiều cái hình thái khác nhau, các chỉ số sinh học khác nhau của cơ thể của con người chúng ta. Đấy. Tuy nhiên thì các hãng này nó lại có những cái đặc điểm khác nhau nhất định. Tôi có thể thấy rằng ví dụ như là đặc điểm về cái chỉ số về chiều cao độ rộng của các túi này nó tương đối nó có một chút khác nhau. Đấy. Thứ hai nữa là độ chênh size, ví dụ như là túi Mentor này nó luôn là chênh size là khoảng 25cc, 250, 275, 300, 325. Thì cái túi Motiva này lại khác, nó chênh nhau khoảng trung bình khoảng 15-20, ví dụ 285, 300 và 320, hoặc là 295, 275, 295, 315, 335. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thì sự khác biệt đấy nó sẽ cho phép các bác sĩ có quyền lựa chọn, một là cái size nào nó phù hợp, thứ hai nữa là phối hợp giữa các size khác nhau để làm sao đảm bảo cho những cái trường hợp ngực có cái sự khác nhau về mặt thể tích. Đấy chẳng hạn, hoặc là khác nhau về mặt độ nhô thì sẽ cho phép các bác sĩ khác đặt lựa chọn khi mà có sự khác nhau về cái độ nhô do cái tuyến vú hoặc là do thành ngực. Thì đấy là một số đặc điểm nó khác nhau. Đối với các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, đặc biệt là bác sĩ mà làm chuyên về ngực, thì những cái điều đấy tôi nghĩ rằng là hầu hết các bác sĩ đều nắm được và sẽ luôn luôn có những cái lựa chọn tốt nhất cho khách hàng để đảm bảo kết quả về mặt thẩm mỹ nó ok nhất. Đấy. Thế thì câu hỏi vẫn có một cái câu hỏi mà các bạn có một cái sự khác biệt khác nhau nữa, đấy là vấn đề về giá. Tôi thì không biết ở các cơ sở khác như thế nào, nhưng tại Doctory của chúng tôi thì cái giá của túi Mentor này là Mentor thường thì là thấp nhất, sau đấy thì đến túi Motiva, Motiva và sạc pin thì giá nó ngang nhau. Ngoài ra thì cái túi Mentor XA thì nó lại cao hơn hẳn. Đấy, ví dụ đấy chẳng hạn, thì các bạn muốn biết thông tin về giá có thể liên hệ lại hoặc là để lại trong phần comment, chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn để trả lời. Đấy. Để trả lời cho các bạn một cái câu hỏi là vẫn có một cái câu hỏi cuối cùng của các bạn mà cần phải trả lời các bạn, đấy là cái túi nào là cái túi tốt nhất hiện nay trên thị trường. Đấy. Theo các bạn thì túi nào là túi tốt nhất hiện nay trên thị trường? Thưa với các bạn là không có một cái loại túi nào là túi tốt nhất hiện nay trên thị trường, mà chỉ có túi nào là túi tốt nhất và phù hợp nhất với bạn mà thôi. Túi nào tốt nhất và phù hợp nhất với bạn thôi. Nó giống như chúng ta có trả lời một cái câu hỏi là cái loại vaccine nào là cái loại vaccine tốt nhất hiện nay cho trên thị trường để phòng chống Covid. Các bạn nên nhớ rằng là thứ nhất là nó có ở cái thời điểm mà chúng ta cần hay không. Cái thứ hai nữa là cái cơ thể chúng ta phù hợp với cái loại vaccine nào. Cái đấy nó lại rất là quan trọng hơn là nó tốt nhất ở trên thị trường hay như thế nào đấy. Thì cái túi này nó cũng như vậy. Thứ nhất là mỗi túi có một chỉ số sinh học khác nhau. Đấy, các bạn nên nhớ như chiều cao, độ rộng. Đây, các túi nó được ghi. Các bạn nhớ cái túi nó được ghi các chỉ số chiều cao và độ rộng. Đó, nó có ghi khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái thể tích của các túi nó khác nhau, nó chênh nhau ở các hãng một chút xíu, tức là chênh nhau giữa hai cái size liên tiếp
hoặc là chênh nhau ở hai style, tức là cái cuối có độ nhô cao, độ nhô trung bình nó khác nhau. Cái thứ ba nữa là nó liên quan đến cái vấn đề là cái túi nó có sẵn có hay không, nó sẵn có hay không. Cái túi mà nó tốt, mà bạn nghĩ nó tốt, nó đắt nhưng nó lại không sẵn có ở trên thị trường, hoặc là không sẵn có để nó phù hợp với cơ thể của bạn, thì nó lại không phải là túi tốt. Đấy. Cái cuối cùng đấy là về liên quan đến vấn đề về giá thành các bạn nhé. Các túi khác nhau có giá thành khác nhau, các túi khác nhau có giá thành khác nhau. Thì tất cả những yếu tố đấy nó tạo ra một cái vấn đề là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái túi nào nó phù hợp với mình. Một, tôi thì vẫn ưu tiên rằng cái túi nó phải phù hợp với cái chỉ số sinh học của cơ thể. Bởi vì như chia sẻ với các bạn, những Mentor, Motiva hay là Sequin, khi lựa chọn bất cứ một cái hãng túi nào, bản thân chúng tôi đã phải sàng lọc qua về cái độ an toàn, về các nghiên cứu khoa học nó sẵn có, những cảnh báo nó có. Thứ hai nữa là bản thân các hãng người ta cũng sẽ phải đồng chịu trách nhiệm với sức khỏe của bạn nếu như nó có vấn đề xảy ra đối với các túi. Vì vậy mà lựa chọn các túi vào trong thị trường Việt Nam cũng như là tại thẩm mỹ Dublin chúng tôi cũng phải lựa chọn rất là kỹ. Vì vậy về vấn đề an toàn thì các bạn cũng sẽ không phải quá lo lắng. Nhưng cái túi nào mà bạn cảm thấy nó an tâm nhất, bạn cảm thấy nó phù hợp nhất cơ thể của mình. Nhắc lại các bạn là các chỉ số sinh học của cơ thể, chiều cao, cân nặng, độ dày của thân mình, độ dày trước sau, độ rộng của vai, độ rộng của lồng ngực, tức là độ base wide, tức là độ rộng của lồng ngực, độ dày của mô tuyến vú, chúng tôi gọi là cái binh step, tức là chiều dày của da, mô mỡ dưới da, cơ và tuyến. Đấy, độ đàn hồi của túi ở của da, cái strap của da, tức là nó có khả năng đàn hồi như thế nào. Đấy, thì tất cả những cái chỉ số như vậy nó sẽ cho chúng tôi biết rằng là bạn nên sử dụng cái túi của cái chỉ số sinh học của cái túi hãng nào nó phù hợp nhất, và bạn nên lựa chọn và nên theo tư vấn của bác sĩ. Nếu như trong trường hợp mà bạn đang lựa chọn túi và bạn không có cái túi nào phù hợp hiện nay sẵn có trên thị trường thì bạn cũng nên đợi, bởi vì nó không phải là một cái phẫu thuật cấp cứu, bạn có thể trì hoãn được để đợi những cái phẫu thuật, đợi khi có túi nó phù hợp, không vấn đề gì cả. Cái vấn đề tiếp theo nữa là cái gì, cái túi nó phù hợp, cái cuộc phẫu thuật nó thuận lợi, nó phù hợp rồi, thì một cái vấn đề quan trọng nữa là cái vấn đề về chăm sóc sau phẫu thuật, cái vấn đề về theo dõi sau phẫu thuật nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. Nó tạo lên 1/3 cái gọi là cái thành công cho các bạn. Các bạn luôn luôn đặt một câu hỏi là cái túi nào là an toàn nhất, cái túi nào là vĩnh viễn nhất, cái thẻ bảo hành trọn đời nhất là như thế nào. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thì các bạn phải nên nhớ rằng là tất cả các túi này đã có những cái nghiên cứu rất nhiều về, một là cái nó gọi chúng tôi gọi là độ tương hợp sinh học, tức là khả năng mà cơ thể chúng ta không gây phản ứng với những cái túi này, nó đã có những nghiên cứu đấy rồi. Thứ hai nữa, cái bề mặt của cái túi nào để nó tốt nhất, để giúp cơ thể chúng ta hình thành cái bao sơ nhưng nó mỏng nhất, nó mềm mại nhất và nó không có phản ứng gì, thì có những cái túi này đã có rồi. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ phải thấy rằng là cái việc mà thăm khám và theo dõi cái túi đấy nó rất là quan trọng để nó đảm bảo cái gì. Nếu như chúng ta đặt cái túi vào mà chúng ta kiểm tra nó định kỳ, tại Doctory thì chúng tôi kiểm tra 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và mỗi năm một lần đối với tất cả trường hợp đã đặt túi ngực, thì viện chúng ta rằng là nếu như chúng ta đặt vào nó cứ bình thường, nó vẫn kiểm tra, nó vẫn an toàn, thì chúng ta cứ để. Có rất nhiều các nghiên cứu rằng là cái tỷ lệ mà khả năng cái thời gian đặt ở trong cơ thể chúng ta từ 12 đến 30 năm, 12 đến 30 năm. Đấy, có những người thì 12 năm, có những người 30 năm không có vấn đề gì thì không phải tháo ra, không vấn đề gì không phải tháo ra. Còn có vấn đề là có vấn đề gì? Ví dụ chúng ta thay đổi cân nặng quá mức, đang từ to béo rồi sụt cân quá mức nhanh. Ví dụ như các bạn bảo tôi là lần này trông gầy, hom, ốm như thế nào, thì tôi lại thấy nó rất là khỏe, bởi vì là mình duy trì được cái thể trạng cũng như là cái sức khỏe cũng như là cái hình dáng của mình ok. Thì nhưng mà đối với những cái trường hợp đặc biệt là chị em mà sụt cân quá mức, cái da nó mỏng đi, cái người nó nhỏ lại, cái bao sơ của cái túi nó co lại, khi nó co lại thì nó sẽ tạo thành cái túi có rất nhiều cái lớp gấp như thế này. Và cái lớp gấp như thế này thì các bạn hình dung là khi nó cái lớp gấp này, chúng ta cứ vò đi vò lại, thì cái lớp gấp này nó rất dễ bị đứt vỡ và nó vỡ túi. Đấy, ví dụ đấy chẳng hạn. Thì trong những cái trường hợp như thế thì chúng ta sẽ phải thăm khám và chúng ta thấy rằng là một là nó có cái lớp gấp ở vỏ túi, thứ hai nữa là có dịch ở trong khoang, thì chúng ta sẽ phải xem là cái lớp gấp ở mức độ nào thì cho phép tiếp tục theo dõi, cái lớp gấp ở cái mức độ nào mà chúng ta sẽ phải phẫu thuật, chúng ta lấy bỏ thay ra, hoặc là chúng ta phải thay sai.
Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta đặt size rất là to thì chắc chắn là sau một thời gian cái bao sơ nó co nhỏ lại thì cái hình thành nhâm cấp là đương nhiên rồi. Đấy, cái da của mình nó mỏng đi, nó sẽ lộ túi là đương nhiên rồi, vì vậy chúng ta sẽ phải thay size. Đấy, thì cái lúc đấy cái việc mà bảo hành trọn đời của bạn nó sẽ không còn cái giá trị nữa, hoặc là cái bền vững, cái gọi là đặt một lần và mãi mãi thì nó không còn nữa. Thì vì vậy mà khẳng định với các bạn là cái việc theo dõi và cái khám thăm khám định kỳ nó rất là quan trọng để giúp chúng ta duy trì theo dõi được cái sức khỏe của chúng ta sau khi đặt túi. Và nếu như không vấn đề gì, các bạn có thể được rất nhiều năm, 5 năm, 15, 15 năm, 20 năm, 30 năm. Đấy. Còn nếu như có vấn đề gì thì chúng ta sẽ phải xử lý nó ngay. Tôi lấy ví dụ như là có tiết dịch ở trong khoang, lượng dịch nhiều chúng ta phải xử lý. Chúng tôi gọi là seroma muộn. Cái thứ hai nữa là có nếp gấp túi nhiều, có nghi ngờ vỡ hoặc là vỡ túi, chúng ta sẽ phải tháo bỏ thay túi ra, thay cái túi khác vào. Đấy là một trong những cái vấn đề mà chúng ta có thể gặp sau khi phẫu thuật lưng ngực xong, thì cái vấn đề theo dõi nó rất là quan trọng. Và cái đấy nó sẽ giúp chúng ta có cái kết quả tốt nhất. Vì vậy mà trả lời cho các bạn một câu hỏi là cái loại túi nào là túi tốt nhất, chỉ có cái loại túi nó phù hợp với bạn là cái tốt nhất, phù hợp với chỉ số sinh học, chỉ số của túi phù hợp chỉ số sinh học của bạn. Cái thứ hai nữa là cái phẫu thuật đấy để thành công được, bạn cần phải có một thăm khám và tư vấn rất là kỹ, lựa chọn túi phù hợp với bạn, thực hiện phẫu thuật ngay sau khi phẫu thuật một cách thành công. Và chúng ta cần có cái kế hoạch phẫu thuật đấy tốt. Và cuối cùng là cái việc chăm sóc cũng như là theo dõi sau phẫu thuật. Cần phải có bốn yếu tố như vậy thì để đảm bảo một cái kết quả phẫu thuật, một là an toàn, thứ hai nữa là nó bền vững cho các bạn, và đấy mới là cái chất liệu tốt nhất đối với bạn. Nó chất liệu nó một phần cấu thành nên là trong cái quá trình phẫu thuật để nó tốt nhất với bạn. Các bạn có câu hỏi gì thì cũng có thể để lại, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời cũng như là inbox trả lời các bạn. Vâng, có rất nhiều câu hỏi ở đây, trong quá trình chia sẻ thì có rất nhiều câu hỏi, tôi sẽ lục lại từ dưới lên trên nhỉ. Vâng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, vâng, xin chào, cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có câu hỏi gì thì liên hệ với các bạn trợ lý của chúng tôi, các bạn trợ lý sẽ liên hệ để tư vấn sơ bộ cho các bạn. Các bạn nên nhớ rằng là tại Doctor Lee của chúng tôi thì các bạn trợ lý nó đã làm việc với Doctor Lee 5 năm hoặc hơn, các bạn đi được đào tạo hàng năm. Tại Doctor Lee hàng năm ít nhất phải có 2 tháng để đào tạo nội bộ cho các bạn nhân viên về các thông tin liên quan đến về dịch vụ, về kỹ thuật, rồi tất cả những cái thông tin cập nhật của khách hàng và của hãng để các bạn đi biết. Vì vậy các bạn có thể tư vấn cho khách hàng được những thông tin cơ bản nhất. Chúng tôi nói là thông tin cơ bản nhất. Tôi lấy ví dụ như thông tin về túi, thông tin về quy trình phẫu thuật các bạn có thể tư vấn được. Tuy tư vấn cho các bạn về các yếu tố nguy cơ ngoài trên trang web, ngoài trên fanpage, rồi các bạn có thể tư vấn cho các bạn được với những cái thông tin đấy. Tuy nhiên những cái tính chất mang tính chất cá thể, ví dụ như là tình trạng ngực của bạn như thế nào, các chỉ số sinh học như thế nào, cái loại túi nào là cái loại túi phù hợp với bạn nhất, thì các bạn cần phải thăm khám và tư vấn. Các bạn sẽ hẹn lịch với Doctor Lee của chúng tôi, với các bác sĩ, với tôi để tiến hành thăm khám cho các bạn và lựa chọn cho các bạn cái những cái gì mang tính chất cá thể riêng, thì sẽ luôn luôn sẽ có các bác sĩ để thăm khám và tư vấn cho các bạn. Bản thân tôi luôn luôn là cái người mà sẽ thiết kế và lên cái kế hoạch phẫu thuật trước khi phẫu thuật cho bất cứ khách hàng nào. Vì vậy mà các bạn hãy thực hiện theo một quy trình của Doctor Lee. Các bạn tư vấn viên sẽ tư vấn cho các bạn những cái thông tin cơ bản chung nhất về chất liệu, về quy trình phẫu thuật, về các yếu tố nguy cơ. Đấy, ví dụ như chẳng hạn. Còn các bác sĩ sẽ luôn luôn thăm khám và tư vấn cho các bạn mang tính chất cá thể riêng, chất liệu nào là phù hợp nhất cho bạn. Cũng như là tôi luôn luôn lập cái kế hoạch phẫu thuật trước khi đo vẽ và thực hiện phẫu thuật như thế nào. Và kể cả cái size luôn luôn có một cái dự trù cho một cái giải size trong quá trình phẫu thuật sẽ có thể thay đổi. Đấy. Và các bạn nhớ rằng là hãy thực hiện theo đúng những cái hướng dẫn của Doctor Lee của chúng tôi để đảm bảo kết quả tốt nhất. Và có rất nhiều các câu hỏi ở đây, tôi nghĩ là lượng câu hỏi rất là nhiều. Tuy nhiên thì thôi rồi, chúng tôi sẽ tranh thủ trả lời một số câu hỏi nhé. Bác sĩ ơi, em không ở Việt Nam, em muốn nâng ngực nhưng em chỉ về được một tháng thì có thể được không? Theo những cái số liệu của Doctor Lee trong hơn chục năm qua thì chúng tôi thấy rằng là phẫu thuật nâng ngực nằm ở trong những cái phẫu thuật mà có rất ít các vấn đề nó liên quan đến, gọi chúng tôi gọi là rủi ro và biến chứng thì liên quan đến phẫu thuật nâng ngực. Đấy, vì vậy mà đối với những khách hàng mà sau khi mà ở Việt Nam, khi ở nước ngoài về Việt Nam trong vòng một tháng thì hoàn toàn có thể thực hiện được phẫu thuật. Và sau phẫu thuật thì các bạn sẽ cần một ngày, sau một ngày hai ngày ở bệnh viện, sau đấy thì khoảng 10 ngày để chúng ta
tái khám lại cái vết thương khoảng 20 ngày, 15 20 ngày xong là bạn có thể đi nước ngoài được về bình thường như bạn nhé. Sau bao năm thì phải thay túi. Tôi đã trả lời với các bạn nhé, bạn Thủy dày bé nhé. Cái việc thay túi nó không phụ thuộc vào bao nhiêu năm mà phụ thuộc vào cái vấn đề chúng ta theo dõi cái tình trạng ngực của bạn. Nếu như nó cứ ổn định chúng ta có thể 20 năm, 30 năm hoặc hơn. Còn nếu như nó có vấn đề thì có thể sau 2 năm hoặc 3 năm hoặc 5 năm chúng ta sẽ phải đã phải thay túi rồi. Vì vậy mà cái việc mà thăm khám định kỳ sau khi phẫu thuật một lần nữa nhắc với các bạn nó rất là quan trọng. Tại Doctor D của chúng tôi thì luôn luôn thăm khám bằng lâm sàng và thăm khám bằng siêu âm để kiểm tra xem cái tình trạng ổn định của túi ngực như thế nào. Vâng, có rất nhiều các câu hỏi ở đây, tôi nghĩ rằng là cái số lượng câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà cái thời gian mà live stream này không cho phép bởi vì là dự định là trong vòng khoảng 3-40 phút thôi nhưng mà nó đã quá rất là nhiều rồi. Vì vậy mà chúng tôi sẽ phải dừng lại bởi vì tôi vẫn còn khách hàng đang chờ nữa. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có rất nhiều cái live stream tiếp theo về các vấn đề nữa thì có thể sẽ trả lời cho các bạn là sau. Một lần nữa thì thay mặt Doctor D của tôi luôn luôn chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn ủng hộ của chúng tôi. Đấy, luôn luôn ủng hộ và đã có rất nhiều cái sự đóng góp kể cả về dịch vụ rồi về kể cả mọi cái để do Doctor D chúng tôi luôn luôn hoàn thiện hơn. Và rất là mong trong thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Có thể giới thiệu bạn bè cho Doctor D để chúng tôi sẽ có thể có cơ hội tiếp cận với các bạn nhiều hơn. Đấy. Đấy, mời vào trong group này bởi vì đây là một trong group kín mà chúng tôi sẽ chia sẻ những cái vấn đề thông tin những cái người mà một là đã thực hiện phẫu thuật ở Doctor D, hai là những người có nhu cầu để các bạn có thể tham khảo trực tiếp những cái người đã thực hiện phẫu thuật và có những cái trải nghiệm thực tế nhất. Đấy, thực tế nhất sẽ giúp chúng ta có nhiều thông tin nhất để trước khi lựa chọn bất cứ một phẫu thuật nào nữa. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi chúng tôi và hẹn gặp lại ở các bạn ở những live stream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.